tranh châu là khổ tôi mơ màng, nghe chim hót nó trên cao. Có những ngày trốn học đuổi bươm, hôm nay đến tháng rồi. Đây đừng có tưởng bỏ nhá, tháng thu tiền nhà. Dạy giả tiền nhà các cháu ơi, cơm bác làm phúc thì cho chúng mày thì được bao nhiêu đó, triệu hai mà tháng được mấy đồng đâu. Phéo ơi, Phéo ơi, mày cho bác xin tiền nhà con. Hôm nay là 26 tháng 12 rồi, mà cháu nợ tiền từ 12 tháng 6. Con cho bác xin tiền nhà. Cứ gọi nó cứ điếc các bác ạ. Khổ thế đấy chứ. Nhà cửa cho thuê mà nó tối về nó toàn bật tivi đây, cứ bật 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 to, ú à ú, không biết là nó bật làm cái gì. Hay là nó xem phim Người Sói của Nhật không biết đâu. mà nói thật với các bác. Này, Phéo ơi, Phéo, mày cho bác xin tiền nhà thì hôm nay nó đang dọa cắt điện, cắt nước đấy. Mà cắt điện thì không có vấn đề chứ. Bác nói thật với mày chứ, cắt nước thì đây hỏi các bà, các chị đây. Các bà, các chị mà thấy mất nước thì tình hình như thế nào? Có mà nghỉ việc đi bán mắm tôm nhỉ? Giả tiền bác con ơi, cha chân nhân bố mày Phéo. Thế mày có định giả không thì mày bảo tao đây. Sao này chết? Ôi giời ơi, ông nhìn đồng hồ mấy giờ mà ông sang buồng ông gõ sớm nhỉ? Chưa gì sang nó gõ cửa đòi tiền thế nào à? Đấy. Nó đập cái này nó nghĩa nó đập thẳng vào mặt đấy. Nhục thế đấy chứ để khổ thế. Suốt ngày tắc công các bác ạ. Suốt ngày bây giờ nó gọi là hinh móc cống đấy. Mẹ móc ra toàn cao su là cao su là cao su đấy. Không biết thằng bố với con mẹ nó làm ở đồn điền cao su nào. Chúng mày hôm nay không đứa nào thò mặt ta giả. Sao mà cơm mà đi đòi nợ mà sao nó lại khổ thế này. Cơm chủ nhà. Ôi giời ơi suốt à. Ôi giời ơi, nhục thế này là... Dậy đây. Hẹn ngày này mà sao không thấy em. Sáng tinh mơ lòng bỗng nghe lành tin. Tiền phòng thuê em nợ mấy tháng nay. Em không trả anh phải làm sao đây. Em cứ thèm ngày mai rồi lại không thấy em. Đã tin nhau mà cớ sao lừa nhau. Sợ một đêm em lặng lẽ đi xa. Còn mỗi anh ở lại thì tiền đã đi theo người ta. 90.000 thuê wifi mà điện nước, 15.000 em thuê các tivi, với 1.200.000 thuê phòng đơn khép kín, cộng 12.000 tiền rác nữa em ơi. Hay lại bùng như con ranh tuần trước, anh sợ rồi em không thoát đâu em, nên em biết đều hôm nay nộp mết nhé, kẻo bây giờ anh ta rặn mà đổ luôn. Thì chúng mày có tập trung mà giả hết tiền hôm nay không? Hay là cứ mai lại dài cắn thuổng? Em có hay tiền nhà là tiền anh sống không? Mấy năm nay chỉ biết trông tiền nhà. Vậy mà em đã nợ mấy tháng nay. Giờ bắt anh đòi hoài mà mặt cứ chơi như vậy sao? Chúng mày ấy mà không giả là tao nói thật với chúng mày là tao báo công an à, nói nhớ. Tao báo thật công an đấy nhớ. Ôi trời ơi, có nghĩ sao mày? Em đòi tiền nhà mà một cái mặt thằng to mà giọng ồm ồm tự dưng nghe một cái tiếng mà cho nó nhóe một cái ra nhỉ? Không biết làm sao nhỉ? Tao hôm nay nè, mẹ lên đường báo vỡ là mua rồi. Lôi thôi mua mẹ tao múc. À, ông xong mà buồn làm gì? Hả? Ông định xong mà buồn làm gì? Hả? Tao là tiền nhà, là tiền nhà. Đòi tiền nhà. Ông nhìn hộ đồng hồ bây giờ là mấy giờ? Nhìn hộ cái đồng hồ bây giờ là mấy giờ? Mày từ từ. 11 giờ trưa hôm qua. À. Đồng hồ chết rồi. À. Thế đồng hồ ông mấy giờ?
5:30 sáng. À, mới có 5:30 sáng mà ông đã sang buồng ông đòi nợ thế à? Ông sang buồng đập cửa thế à? Cháu à? Ơi cháu, cấm cháu nói cháu phọt cả nước dãi nước giếc vào mặt bác. Cái tay mày, mày đập vào mũi mày thì còn được, mũi bác bé thế này mày đập nó tẹt mẹ nó. Được, tôi hỏi ông nhé. Tôi hỏi ông ra. Đây, đây, hỏi gì? Ông sang bên cửa kia, ông lại còn đập cửa. Ông bảo là tiên nhân cha thằng phễu. Thế tôi hỏi ông tiên nhân cha tôi làm gì mà ông lôi ra đây? Ông xúc phạm rồi đấy à? Ôi giời. Hả? Đâm, đừng đâm cái ngón tay vào mồm bác. Thôi này nhớ con nhá. Thôi mày cho bác xin đi. Nhá. Mà nếu mà giả tiền hôm nay là bác không bao giờ, bác hứa không bao giờ nhìn thấy mặt các cháu nữa. Còn nếu mày ấy mà không đưa ấy, mai là cứ 3:30 sáng là bác giã. Mà bác bây giờ một đêm một ngày 24 tiếng là bác ngủ chỉ có 15 phút thôi. Dạ, còn mai làm gì? Còn con 23:45 là tao giã mày. Mẹ giã như giã bảo luôn nhá. Tao bây giờ mẹ tao không thể chịu nổi được nữa. Thôi được rồi, nói tóm lại bây giờ tôi nợ ông một tháng bao tiền? 1,2 triệu ký hợp đồng rồi. À, cho bác xin. Thế nên là tổng cộng là nợ mấy tháng? Tổng cộng là 6 tháng. 6 tháng là bao tiền? 26,27,2 triệu. Ông cộng nhầm rồi. Nhầm mẹ, ta cộng cả đêm hôm qua. Cái nào ta chẳng cộng. Không ngủ à? Không ngủ. Cứ nằm cộng thôi. Thế bây giờ tôi không có tiền. Ông ăn thịt thôi à? Tôi không có tiền, tôi giả ông ăn thịt thôi. Đây, thịt thôi đấy, ông ăn đấy. Đấy, đấy. Các bác cho nó thuê nhà mà nó bảo em ăn thịt, em ăn nó, em ăn nổi không? Cái người nó to như thế, chôn 8 năm của nó không thối hết thịt. Loại này có phải hỏa thiêu. Ăn. Sáng nào cũng ca cái bài ca chuyện nợ tiền. Mà trước giọng em là giọng năm cao. Mà bây giờ hóa thành mẹ nó giọng năm thiến rồi. Thực thế đó, tao nói thật là hôm nay không giả là không xong. Mày ra đây. Mày ra đây không giả đi. Ôi dồi ôi, bác Hình. Ôi trời, con mây. Bác Hình à. Ôi sao mày ngủ ở cái phòng thằng Phễu hả? Ôi chết. Ơ, thế thì là phòng anh Phễu ấy à? Ôi thế mày, phòng mày không biết là mày ngủ phòng khác mày không biết à? Ôi sao con lại ngủ nhầm phòng mà con không biết nhỉ? Ôi dồi, vào mặc quần dài vào nói chuyện đi bác. Ôi trời, tiên sư bố mày. Ôi trời ơi, nó ở đây mấy đến 5 giờ mà nó ngủ phòng nó không biết, mà nó ngủ sang bên này mà nó không biết. Ôi trời ơi, thế thể nào các bác ơi, thể nào mà thỉnh thoảng nhà chùa lại nhặt được một đứa trẻ con. Em cảnh báo cho các bác phụ huynh học sinh nhá, ở quê nhá, mà gửi con đây là nội học nhá, cứ thấy nó alo chồng đây, vợ đây, cứ chồng vợ lạc. Học thì ít mà nó chọc thì nhiều các bác ạ. Nó chả học hành thì nó có học gì đâu. Thế cho nên là phải cảnh giác. Đẻ con như thế có gà mấy chó, nó đẻ tháng mấy lứa nó phải biết. Ấy chứ thỉnh thoảng nó này. Đây là dạ, tao mới hỏi mày đây cái chuyện. Dạ. Tại sao mày sang cái phòng thằng Phễu mày ngủ bên đấy? Lý do tại sao? Bây giờ bác cho con trình bày bác cái này có được không? Mày cứ nói đi. Cái chuyện mà nhầm phòng ấy, nó là cái chuyện tế nhị. Cho nên là có gì thì bác cứ kín cái mồm cho con một tí. Bác cứ hoang hoang đấy, ai người ta biết. Tao cứ lại tòa đấy. Ôi dồi, mẹ không trả tiền tao. Rồi ít nữa rồi tao ra báo phường là chúng mày sang đấy ngủ giao lưu. Con nói cho bác nghe. Lỗi bác. Cái sao mày đổ xô để cho trên mày hả? Con nói cho bác nghe, tổng thiệt hại cái khu trọ này của bác là có 10 phòng. 10 phòng. Mà làm thế nào chỉ cần một cái chìa khóa là mở được hẳn 10 cái phòng. Thế cái chuyện nhầm lẫn là chuyện bình thường. Bác biết rồi đấy, con bây giờ là sinh viên đại học năm cuối. Vâng, con vất vả lắm. Mà đợt này con đang làm luận văn tốt nghiệp. Luận văn là văn luận đấy. Vâng, đấy, đấy. Luận văn tốt nghiệp nhá. Mà vất vả như thế. Đêm hôm con ở thư viện. Thế đêm hôm qua nhá, mưa gió bão bùng. 12 giờ đêm con mới phi được về đến nhà. Mệt dã ra rồi. Thế là con mới mở chìa khóa rồi vào phòng. Mà phòng con thì cạnh phòng anh Phễu. Cho nên là con cũng chả để ý. Thế vào phòng thì con mới thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Thế à? Ôi mà hay lắm bác nhá. Tự nhiên có người nhảy vào ôm con. Sau khi ôm con xong thì lại lật con qua, lật con lại. Đấy. Xong lại còn vuốt ve con. Thế xong rồi con mới lịm dần đi. Rồi con chìm vào giấc ngủ miên man. Con không biết gì nữa. Nó lật sang trái, nó lật sang phải,
rồi xong nó úp thìa, xong nó nịm dần, nó nịm dần trong giấc ngủ mênh mang. Thế rồi sau đó cho em xin tiền anh. Thôi được rồi anh cho em xin tiền, em chưa bao giờ đời em đi đòi tiền. Thôi, nó khổ, thôi. Nó khổ thế này. Hôm nay con gửi bố tiền nhá. Không giả tiền nhá. Tao nói cho mày biết đấy. Mẹ con Mây mà lên đây ấy, tao cứ nói là thôi, ngủ giao lưu. Thôi. Gửi tiền đây. Tao cứ nói. Đây, gửi tiền. Có giả tiền không? Có. Tao nói. Đây. Đủ tiền. Đấy chứ mẹ. Không mày không có bạn. 7,2 triệu con gửi bố đầy đủ nhá. Ok. Đấy, bố đến đi. Để trai tôi đưa rồi. Đưa sổ con ký. Con dặn à. Tuyệt đối nhá. Mẹ Mây lên đây nhá. Không được nói là con ngủ giao lưu, nhớ chưa? Nhớ đấy, gửi tiền đầy đủ đấy. Đấy nhớ rồi. Đấy. À này. Cái gì đó? Tao hỏi mày. Dạ. Thế cái tiền này mày lấy ở đâu? Miễn là con có tiền giả bố được rồi, lấy đâu được việc của con nhá. Tao muốn hỏi cái nguồn gốc mày lấy cái đồng tiền này đâu? Bố là bố đẻ con ra đấy à? Mà bố hoạnh hoẹ con thế. Miễn này. Là con có tiền giả là được này, rồi còn gì. Mày đừng tưởng tao trông như thế này nhá. Chuyên tiêu tiền sạch nhá. Mẹ tiền bẩn nó tao không có tiêu nhá. Em nói thật với các bác là nhìn cái tướng mạo thằng này là chuyên đi mở cửa ăn cắp. À, trông con cái này mà lại đi ăn cắp à? Vâng, ăn cắp ăn trộm thế. Đang thăm tao lấy tiền này hóa ra tao tòng phạm với lũ ăn cắp à? Để ta chứa đồ ăn trộm ăn cắp à? Thôi được rồi. Không phải nói nhiều. Con nói thật với bố. Con bán cái xe Uy của con rồi, được chưa? Phéo. Thế con bán cái xe rồi con đi xin việc con đi bằng gì? Bố không có vợ. Vợ mất rồi, con thì không có. Bố coi chúng mày như con của bố. Đêm hôm chúng mày đứa thì về 1 giờ sáng, đứa thì 3 giờ, đứa thì 4 rưỡi. Bố có ngủ được đâu, mất cứ thấp tha thấp thòm. Bây giờ nghiện hút này, đập đá này, đua xe này, thỉnh thoảng này chị chết anh nguyên á, chết nguyên. Ôi trời ơi, bố ơi, bố thôi được rồi. Bố đứng lên, con biết là bố thương chúng con. Con biết rồi, bố còn coi như là chúng con như con của bố mà. Nhá, thôi, được rồi, bọn con không bao giờ nghiện hút, không bao giờ đua xe. Bao giờ cũng là người tử tế, nhá. Bố yên tâm chưa? Mày hứa nhá. Vâng, hứa rồi. Con cường tráng thế này, đi xin việc, đi bộ cũng được. Nhá, yên tâm. Suốt ngày đi bộ thì khổ con ạ. Thì bố yên tâm đi, con đi xin việc, con đi bộ cũng được, trông con khỏe khoắn như này cơ mà. Xem có cái xe đạp nào mua. Xe đạp á? Ừ. Có tiền đâu. Bố cho mày 800. Cái gì ạ? Bố thối lại 800. Úi giời, bố hình của con, bố hình. Ôi, gãy xương. Ôi giời ơi, gãy xương. Ôi giời, già giòn gãy xương. Mày hôm nọa tao vào đi vệ sinh mà ta chỉ có không ấn căn chỉnh vào giữa mà ta chỉ có ấn nghiêng một cái là ta đi theo tư thế ấn. Già đấy, là các bác khổ lắm. Giờ xương nó giòn hết rồi. Giòn. Ừ thế đây, này bố cho mày đây. Đấy. Sao lại có 600? Thì ta bảo cho 600 đấy. Ui giời ơi. Hôm vừa ấy nói là cho 800 xong bây giờ lại bảo là cho 600 thì... Tao nói 800 á. Vâng, đấy có tất cả các bác ở đây chứng kiến ấy. Các bác có đúng là bố Hình vừa nói là cho 800 không? Có đúng không ạ? Ôi em cứ tưởng em cho bảo cho 600 rồi. Ui giời. Không mà mình nói mà mình không biết nữa. Thế đúng rồi, thế thì cho 63 cho mẹ 900 luôn. Được quá. Trong nể các xin... bác ngồi dưới kia nhá, không còn lâu nhá. Con đi hiểu, con hiểu. Tiền con hiểu. Mồ hôi nước mắt đấy. Rồi, con cảm ơn bố. Bố đã lấy tiền của con, bố cho con nhá. Ông Hinh à. Ai đây? Ông Hinh ơi, em hỏi thăm tí này. Hết phòng rồi. Không, ông ơi, em này. Ai đây? Em Mỹ. Mẩy nào nhỉ? Ôi giời ơi, thế không có nghe cháu nó nói gì à? Em là Vương Thị Mẩy đấy. Chào bác Minh. Chào bà, cứ nhìn cái biết ngay là vua Mẩy rồi. Dạ. Mẩy này mà rơi xuống đất là vỡ 9 viên gạch. Nào chê cái nào. Yeah. Ôi giời. Ông ơi đây. Tàu xe đi như thế mà em. Đây nhá, gạo
À đỗ, có mấy quả bí xanh. Đây đây ông ơi, này. Úi giời ơi. Cái gì? Đỡ cho em cái đây, quà của ông đây. Cái gì đấy? Gà. Úi giời ạ. Đây là của ông. Úi giời ơi. Từ quê xa mình về. Ôi trời, con gà sống á. Tàu xe trắng đêm mệt đứt hơi. Về thăm con gái xa nhà giờ đã lâu. Tìm nhà mà không biết nơi đâu. Thì ra mấy ba người dưới quê. Tìm người hay là tìm chỗ thuê. À, là tôi đang kiếm chỗ nhà con gái tôi. Trên này phố phường thật lối thôi. Ông Hình ơi, cho em xin ông cái ngón tay. Hôm nãy giờ ông tóm cái ngón của em chặt quá, máu nó không lưu thông. Cái tay này, cái tay này từ năm 20 tuổi mà cứ dậy rồi. Nhìn thấy gái là tình ái lung tung. Đấy nhá, cái công mà mấy năm ông chăm cho cháu, cho nó ở trọ đã đành, như ông còn nâng giấc. Quá. Bữa ăn giấc ngủ nó thương đi đêm lắm. Đi hôm về ông còn quan tâm. Em biếu ông có chút quà nhà quê. Thôi. Ông nhận cho em vui. Thôi không biếu. Gả cái biếu xong rồi tôi cứ phải đi tìm cái người tôi giả nợ mệt lắm. Nhận bây cho giờ em vui. Gươm của mày. Thế được, tôi cứ cầm giữ ở bà đây thôi. Ông, cho em hỏi, thế đâu phòng con Mây nó đâu? Đây. Phòng con Mây đâu? Đây, phòng con Mây thì đây, để đây tạm đây nhá. Phòng con Mây thì nó ở kia. Vâng, đằng kia. Nhưng mà nó ngủ ở bên phách. Kia. Ô, phòng tao ở đằng kia mà nó lại ngủ ở đằng kia. Thì tao, là vẫn là ở đằng kia. Tao biết phạch rồi. Đêm nào chúng mày chả phạch mấy lần. Mẹ toàn mở tivi to thôi. Ông nói chuyện với ai đấy hả ông Hinh? Em nói chuyện bâng quơ nó bảo phạch. Ghế. Ghế đâu mấy thằng mang cho cái ghế. Đấy có khách đến đấy. Dạ đây ạ. À, rước bà ngồi. Nhìn thì muốn giết ấy, không giết được đấy. Ông hả? Thế con Mây nhà em nó đi đâu mà sau này nó lại khóa cửa sớm thế này? Thì tôi biết làm sao nó đi đâu được. Nó đi suốt đêm, có hôm nó đi câu mực 7 ngày nó mới về. Thế này để ông này. Em thì em khổ từ bé. Có mỗi đứa con. Bây giờ em lo lắm. Lỡ mà nó lại giống em thì khổ cả đời. Thế à? Em mới là toàn sai lầm thôi ông ạ. Thế à? Cứ cái sai lầm này đến sai lầm khác. Cái lần đò thứ nhất ấy, là em sai. Sai ở cái chỗ cứ nghĩ là chỉ có tình yêu thôi. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng là sống được. Nhưng mà có phải thế đâu. Không sống được cái chứ. Có thực với vực được đạo. Đúng rồi, ông nói đúng rồi. Thế cho nên em sửa sai ở cái chuyến đò thứ hai. Em lấy ngay một đại gia đất cát. Ôi giời đấy, tưởng mở mặt. Có khá không? Ôi giời đấy, bây giờ đấy ôm một đống nợ. Em cũng khốn khổ. Xa sút xong rồi vớ được giả da đấy. Mẹ dây da đấy. Thế là ông biết sao không? Chuyến đò thứ ba cũng dở dang. Chả ra đâu vào mấy đâu. Mà sao cái số em nó lận đận thế chứ lại. Quá khổ. Sinh nở không được. Hiếm muộn lắm. Mãi đến cái chuyến đò thứ tư em mới có được một mụn con là cháu Mây đấy ông ạ. Ông làm cái gì đấy? Tôi cũng muốn là lão lấy đò thứ năm đây. Ông cứ làm cho em khó này, nói chuyện lắm. Bà này, tôi nói thực với bà, tôi cũng khổ lắm, cô đơn lắm bà. Tôi với bà hai đứa đều cô đơn. Tôi đã từ lâu vắng bóng người vợ hiền.
tiền không thiếu, nhưng đêm ngày quạnh quẽ tôi vẫn mình tôi, tháng ngày kiếp đời đơn côi. Tiền gom hết đem xây nhà để cho mượn, cho có niềm vui sớm khuya còn có tiếng thương. Ông Linh này, thế mà cái lúc mới gặp ông tôi cứ ngỡ là ông sung sướng lắm cơ đấy. Chả sướng gì đâu. Gớm, cái đời tôi sang đến cái chuyến đỏ thứ tư là coi như xong rồi ông ạ. Bây giờ chỉ thương cho con Mây. Tôi cứ lo cho nó làm sao nó đừng đi vào cái vết xe đổ của tôi. Tất cả mọi thứ tôi chỉ dồn cho nó thôi. Đời con gái đừng khóc nữa. Ông biết chăng ông, tôi khổ nhiều năm, tôi khóc nhiều. Đời con gái như hoa nở sáng sớm, chiều về nhuộm âu phiền. Tôi đã lo toan cho nó vào nhà giàu sang, học hành dở dang tôi xếp lại mở hành trang. Yên bề lấy chồng thắm duyên tơ hồng, tôi cũng thỏa niềm đời mong. Lần này lên đây đưa nó về lấy chồng ngay, chứ lỡ tuổi xuân thì lỡ luôn một đời con gái chiều giờ. Ôi trời cha, mẹ tiên sư bố tay cái tay, bố cái tay đấy. Lại cái tay phát. Cái tay cứ thấy gái cái là lung tung. Bố tiên sư nó khổ. Dậy mãi rồi. Thôi đừng đánh nó nữa. Đã bảo phải kiên trì mới chữa được. Đánh mãi không chữa được. Ông ơi, cho nên tôi nói với ông thế này. Ông cho cháu nó đi về với tôi hôm nay. Nhà để trai. Để làm gì? Người ta mang sính lễ đến rồi. Lấy chồng à? Lấy chồng. Ủa thế à? Ông ơi, được cái nhà này người ta cũng gia thế, tử tế, và cũng có của ăn của để. Con nhà ông chủ tịch xã ông ạ. Ờ thế được khá nhỉ. Vâng, sính lễ em nhận rồi. Cái được cái có mấy trăm mét đất mặt đường là ông ấy đưa cho em. Chính xác mặt đường hay mẹ trong ngõ là rồi. Hỏi mãi vớ va vớ vẩn. Em rút kinh nghiệm rồi. Bởi vì tại sao em cũng còn phải lo cho cái thân em mà. Cho nên nhớ, đợt này em lên em đưa cháu về quê là tuần sau cho nó làm đám cưới luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời. Thằng này là thằng nào hả ông? Thằng này á, nó ở phòng này. Thế con Mây ở mà tại bà, tất cả tại bà hết. Ô, sao tại tôi? Tại bà mấy năm nay bà, bây giờ hôm nay bà mới lên. Ô, mà cũng tại tôi cho hai đứa thuê phòng. Nó ở gần nhau, thế là nó sang, thế là nó ngủ giao lưu. Chả học hành gì cả, bố nó phí cơm, phí của. Cháu ơi. Dạ. Tên là gì? Dạ thưa bác, tên cháu là Phễu ạ. Nhưng mà bác Hình bác toàn gọi cháu là... Này, này, là này gì? Dạ. Mày không giả tiền tao, tao còn lái cả cái họ nhà mày ấy. Tao đổi cả cái họ nhà mày ấy. Cháu là Hoài Trọng Phễu mà bác gọi cháu là Nguyễn Văn Phễu. Mẹ đặt cái tên là Phễu, nghe nghe đau hết cả mồm. Thế sao không còn cái tên nào nữa hay sao mà đặt tên đấy? Hả? Bố mẹ cháu đặt như nào cháu biết thế. Gớm. Thế bố mẹ cháu có bán rượu không mà đặt là Phễu? Dạ không ạ, nhà cháu bán mắm mà. Úi giời. Này bác bảo này. Dạ. Cái tên Phễu nghe nó thế nào ấy? Thế ạ. Bác thấy phát âm nó cũng khó. Quá khó. Mà nó cứ phụt phụt vào mặt đấy. Nên là phọt nước dãi vào đầy mặt tôi 30 lần rồi. Có mất vệ sinh lắm, mồm mẹ toàn thuốc sâu thôi. Bác bảo này. Bây giờ bác đổi tên cho mày nhá. Vâng ạ.
Bác đổi cho mày là thằng Hoàng Trọng Vòi. Úi dồi. Trời ơi. Vòi rốt là phễu. Cho nó dễ gọi. Vòi với phễu khác gì nhau. Con bị phễu. Phễu tôi gọi mà răng mà nó có vấn đề là nó bay răng ra chứ không phải chuyện đùa nữa. Làm bao nhiêu ăn hết. Bác bảo chỗ này. Dạ. Phục vụ mỗi thế mày mà có cái vấn đề gì mày muốn trình bày thì mày cứ nói tử tế, mày ra đây mày lăn đùng một cái là bác choáng. Mày nói luôn đi. Không nghe được cái gì vào mấy cái gì cả, bây giờ cháu nói lại đi. Vâng. Nhá, xúc tích thôi để cho bác hiểu. Vâng ạ. Nào nói lại nào. Dạ thưa bác, cháu là Phễu ạ. Dạ cháu đã tìm hiểu em Mây được 4 năm nay rồi ạ. 4 năm. Dạ. Nói luôn đi. Thế bác đã hỏi này nhá. Vâng. 4 năm đấy, thế cháu đã tìm được cái gì ở con Mây để mà hiểu chưa? Dạ thưa bác, tìm thì cháu chưa tìm thấy, nhưng cháu hiểu rằng Mây sắp đến ngày sinh nở. Ôi trời. Bác ơi, chuyện này bình thường đấy mà. Bây giờ các cháu nó coi như sống thử bình thường đó. Ôi trời ông ơi. Ông ơi, hình như tôi lên cái cơn tiền đình. Tôi vừa nghe thấy cái gì nhỉ? Cháu nói lại bác nghe cái gì dưa bở? Dạ không ạ. Cháu khẳng định với bác rằng là Mây sẽ là vợ của cháu ạ. Cháu ơi, mày chưa có công ăn việc làm gì. Ừ. Vẫn còn đang ở thuê ở trọ ở đây này. Ừ. Nuôi cái thân mày còn chưa xong, mày lấy làm sao được con Mây. Ừ. Mày phải nghĩ cho bác chứ. Mai mốt bác già, bác chả làm lụng được gì nữa, ai lo cho bác. Đúng Hình, không nhỉ? Hình no đấy. Nhà Hình mà no rồi con này à. Thôi con Mây đâu? Dạ. Tôi sáng này giờ nó tránh mặt tôi hay sao ý, không bác ơi, thế nào nữa. Mây yên nghỉ rồi. À không, nhâm. Ý cháu là nói là Mây đang nằm yên nghỉ ngơi dưỡng thai ạ. À. Nó thế nó đâu? Dạ không, hay nhở. Cháu biết rồi. Cháu biết tôi là... đi vào đi. Không được rồi, bác cứ bình tĩnh. Cháu biết là tình cảm là lâu ngày hai mẹ con không gặp nhau. Ừ. Nhưng mà quyền bây giờ là quyền của cháu chứ, cháu cho gặp mới được gặp chứ. Quyền á? Quyền gì? Quyền cái má mẹ mày. Nhưng mà bác cũng đồng ý với mày, cũng phải thử trước chứ. Không có về đẻ ông đẻ nó cứ đái ồ ồ là bỏ mẹ đấy. Quyền đấy mày ra đây. Quyền con mẹ vợ mày đây này. Thế bố vợ mày đây này. Ôi trời ơi. Mẹ Hình nghe bố vợ đây. Cái gì? Ông vô duyên. Gì? Tôi đã quyết cái gì đâu mà bố vợ mới mẹ vợ. Bà, ông nói thế ông nghe được. Thì bà bố vợ nhanh thế. Bà không quyết thì tôi quyết. Mẹ chưa khóa số cua còn đây này. Để tôi vào tôi thăm con tôi. Ê khoan. Mọi người nghe cháu nói đây. Ôi trời ơi. Gớm. Tôi có nói cái gì gớm nữa đấy. Thế là nó ấy xong là bây giờ là nó làm tướng đấy. Mây, em là tia nắng chiếu soi đời anh. Ôi trời ơi. Ông ấy nó hát. Em là chân lý cứu rồi đời anh. Hâm lắm cháu ạ. Em là gió mát ấp mồm đời anh. Em là mơ ước của cả đời anh. Mày, em là chân ấm yên vui đời anh. Em là nước mắt ngất ngây đời anh. Em là cơ máu no say đời anh. Mau về đi quê tay anh thật anh. Đời tôi ui đã xót xa nhiều cũng vì yêu, nên chỉ mong nó biết rút kinh nghiệm mà chọn cho đúng. Đừng mù quáng đi theo tình, chọn đúng thằng kia. Ôi đời con gái sau lần ngang trái thêm sầu tê tái. Thôi, bây giờ con sẽ lo đi làm ngay. Không còn trông ngóng đến khi gặp mày. Kiếm tiền chân chính với đôi bàn tay. Chắc là Mây yên tâm chọn ngay. Thôi, ta kệ bọn nó cứ đi thì thôi. Trong nhà vắng lắm có mỗi mình. Bây giờ mình cứ lo thân mình đi. Đi về. Chứ còn bọn lo ta nó làm gì. Thôi, hay. Ta kể bọn nó cứ đi nghỉ thôi. Trong nhà vắng lắm có mỗi mình thôi.
bây giờ ta cứ lo thân mình đi, chứ còn bọn nó ta lo làm chi. Thôi vâng. Thế nào, thế có định cho con đi đẻ không? Ôi, đẻ ai à? Rồi, bố ơi, bố ơi, mẹ ơi, cho vào con đi đẻ. Bố ơi, đẻ ai à? Đẻ luôn à? Vâng, đẻ luôn. Đẻ ai? Đẻ luôn, đẻ luôn. Đẻ luôn, đẻ đi đâu cái? Bố ra cũng mai. Đây, đây, vào đây, vào đẻ. Chỉ có đẻ thôi. Học thì ít mà chọc thì nhiều. Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Quang Thắng, Diễm Hương xin gửi tới tất cả những quý vị khán giả thân yêu của chúng tôi một lời chúc đắc tài, đắc lộc, nhiều tiền, nhiều sức khỏe. Là nó tế nhị mà nó dở hơi thế thì có mà tao không thích nghe nữa đâu nhá. Không nghe cũng vẫn nói. Cái thói đâu thói lạ thật đấy. Con cái nói mà mẹ cha lại cứ cãi châm chẹp á. Cái chuyện này là sẽ nói từ cái lúc dậy thì cho đến khi nào hết trứng. Không thì tôi không chị nói Hiền nữa. Chị Hiền ơi, thế bây giờ chị nghĩ em còn trứng để đẻ hả chị? Tôi xấu hổ quá cái bà Hiền ấy. Tôi không nói chuyện với bà nữa đâu nhá. Mẹ, mẹ ngồi xuống. Trời ơi, thôi cứ nghe con một lần đi, con không nói nữa đâu. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mẹ. Biết nói gì đây, hồi nay mẹ ngồi nghe con một lần. Bao nhiêu năm tháng nuôi con một mình, thanh xuân úa phai. Con mang thân con gái đã theo chồng nơi xa. Nay khi con niên năm mẹ cô đơn một bóng, nên thôi con xin mẹ mở lòng để đón thêm tình duyên mới. Vẫn biết lòng con lo khi mẹ già cô đơn một mình, nhưng bao năm tháng trôi đi muộn phiền nên nay cũng quên. Hôm nay con cứ êm ông chồng cho vui, nhưng con ơi con có thấy mẹ nấy đâu che nữa, nên con ơi thôi đừng mặc kệ mẹ nghiến răng mà cô đơn. Đấy, bao nhiêu tâm tư tình cảm nguyện vọng của tôi nói hết cho chị nghe rồi đấy. Cho nên cái vấn đề chồng con ấy, chị đừng có đả động gì đến cho tôi nữa nhá. Lần cuối cùng tôi nói với chị không nói vấn đề nữa nhá. Không nghe con đi về. Mày về đâu? Con về nhà con. Để làm gì? Con về nhà con. Mẹ không nghe con ở đây làm gì. Con sẽ đi về và tuần này không sang chơi đâu. Tuần sau cũng không sang chơi đâu. Tháng sau cũng không sang chơi đâu. Con không sang, chồng con không sang. Và con cũng không sang. Mẹ thích cô đơn, mẹ cứ ôm nỗi cô đơn một mình cho nó sung sướng một mình mẹ. Đứng lại. Sao mày buồn cười lắm ý. Làm gì có cái thứ con mà mẹ đuổi một phát về luôn là nào. Ô, nhưng cái vấn đề tế nhị này mày phải nói đi nói lại khoảng chục lần tao mới đồng ý được chứ. Tao phải giữ cái sĩ diện còn sót lại chứ. Ô, làm gì có cái giống mẹ nào mà tưng nay tuổi rồi mà con nó bảo đi lấy chồng phát ừ luôn à. Thế là như thế nào? Nói tóm lại là bây giờ hàng họ đã có sẵn ngoài chưa? Ôi trời ơi, các bác ấy chờ ngoài này rồi. Thế thì mời vào chứ còn chờ gì nữa. Mời bác vào. Anh tên là Sự. Anh đi tìm vợ. Sự, anh là vợ. Anh có cây gậy. Anh có trái tim. Anh chào em. Nhầm rồi. Bác ơi. Đối tượng là đây này. Nhầm à. Ô, con chào bác. Anh ơi. Bây giờ á, giữa anh với tôi nhá. Cái mặt nào là cái mặt mà gần đất xa trời hơn?
mặt anh gần đất xa trời hơn. Thế mà anh dám mạnh mồm mà anh chào tôi là bác thì tôi cũng sợ anh thật đi. Ồ, em ơi, thế đây là gì? Con này là con gái của tôi, nó có chồng có con cả rồi. Ở cái nhà này chỉ còn mỗi mình tôi là chưa chồng thôi. Thế thì anh chào em chưa chồng. Em ơi, mời anh ngồi đi, không anh đi viện bây giờ. Cho ngồi, ngồi đi. Ừ. Ôi, phải đi bằng ba chân mới đi được à? Hai chân chính khó đi, đi chủ yếu bằng chân phụ. Nhà ông anh ở đâu? Hả? Con đây, con quay cái ghế sang đi cho chấp. Mẹ nhìn mặt cái bác này mẹ thấy mệt quá cơ. Ôi, em, anh quay nói thì anh ít mà anh thở thì em nhiều. Em quay quay anh. Ôi giời ơi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà cầu Tó. À, cầu Tó. Văn Điển đấy mẹ. Ô, ở gần Văn Điển hả? Tiện nghỉ. Tiện chứ. Thế đã mua được miếng đất nào ở đấy chưa? Một miếng thì không đến, nhưng cũng mua được 4 mét. Thế à? Thế để có gì phát để sang đấy luôn cho nó tiện hả? Để lúc nào gặp nguy sang đấy luôn. À? Đâu mất thời gian. Thế, à? Thế từ nhà tôi đến đây thì anh đi bằng phương tiện gì? Anh từ nhà anh sang nhà tôi ấy, anh đi bằng phương tiện gì đấy? Đi bằng phương tiện đi bộ đấy ngươi. Đi bộ à? Đi bộ. Cứ một đi. Một công đôi chuyện hả? Một công đôi chuyện, vừa đi vừa thể dục. Thế à? Thế anh đi mấy ngày mới đến? Đi từ tôm tởm sáng hôm qua đến tim thỉm tối nay mới đến nơi. Thế đi bộ được bao lâu thì phải nghỉ? 15 phút. 15 phút rồi, mệt xong nghỉ. Xong bò. Bò mệt lại nghỉ. Nghỉ xong rồi lết. Anh lết từ ngoài đường vào đấy. Thế anh lết kiểu gì? Bác để bác ấy lết nhanh hơn đi mẹ. Tài nhỉ. Giỏi. Chồng chưa? Không, thế thì anh giỏi quá. Chưa rồi, anh lên chưa? Thế chắc là anh chắc anh dùng tốn quần lắm nhỉ. Mày thế này thì quần áo chịu được. Nhưng nhà anh cũng có điều kiện cơ mà. Thế anh tên gì đấy? Hả? Anh tên là gì? Sự. Sự hả? Nickname của anh là Tâm Sự Với Em. Sinh nhật 18 tuổi là cách đây 69 năm rồi. Vì chi là năm nay anh 87. Này bảo này, nhà thì là vợ mất lâu rồi. Các con đi làm xa. Anh lết khỏe thế thôi, nhưng nhiều bệnh lắm. Tim. Tim hả? Thoát vị địa đệm. Huyết áp tiền đình. Không biết đi lúc nào nên cũng muốn kiếm một người về để trông nom. Hiểu rồi. Những lúc mà mình đi thật bất ngờ. Hiểu rồi. Gớm, anh nói thì ít, anh hú thì nhiều. Đâm ra tôi cũng bị mệt theo anh ấy. Thông cảm thôi. Thế hỏi thật nhau nhá. Từ trên xuống dưới còn chỗ nào dùng được không? Tính trên chiều từ trên xuống dưới, ngày xưa là chỗ nào cũng dùng được. Nhưng bây giờ tính theo chiều từ dưới lên trên, không chỗ nào được dùng. Mày bắt về đây cho mẹ làm cái gì đấy hả con Hiền ơi? Thế mày tưởng là tao không làm được gì ngoài cái việc mà tao tâm sự à? Thì cái nhu cầu của mẹ là có người tâm sự thôi, cần gì phải sức khỏe lắm. Thế một ngày anh có thể tâm sự được với tôi bao nhiêu lâu? Vẫn 15 phút. Tao thì tao nói nhiều, tao cần cái người nghe tao, cái cần cái người nói lại thôi. Một ngày 12 tiếng đồng hồ, ông ấy tâm sự được 15 phút, thế còn 11 tiếng 45 phút kia tao làm cái gì?
hai đứa ngồi thở với nhau à? Tâm sự 15 phút xong xem anh thở. Sao đâu? Em ơi. Gì? Này. Cho hỏi từ nay hỏi anh hơi nhiều. Em tên gì? Tôi tên Hòn. Nhầm, tên Viên. Đấy. Viên. Anh nhìn anh quên cả tên mình. Tôi tên là Viên. Tên là Viên. Không phải tên là Hậu à? Không, Hậu ở đâu đấy? Ồ, cho anh về. Sao lại thế hả bác? Hả? Thế là thế nào? Có cái ông thầy tử vi, ông ấy bảo tôi là nhất định phải lấy một em tên là Hậu. Lấy em mà không có tên là Hậu là tôi đi luôn. Không hợp, không hợp. Tưởng em là Hậu thì chúng mình làm cặp hậu sự lo cho nhau. Ôi dồi ôi, suýt nữa tôi mất trăm triệu lo hậu sự cho lão này. Tôi thấy bác cứ ngược nhé. Ừ, thế không phải thì tôi về. Vâng, cảm ơn bác. Lại một lần đổ vỡ, mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thương đâu. Em ơi. Vâng. Không có duyên với nhau mình làm bạn tốt nhé. Ok là. Nickname của anh tâm sự với em. Vâng. Ừ. Cháu gọi cho bác cái taxi không? Thôi tự đi được hả? Thể dục mới đi. À, thế bác lại nhà rồi cháu học tạo bác sau. Ừ. Đi này bao giờ vào đến nơi. Kiên nhẫn thôi. Mày coi thường tao quá. Thật đấy. Mẹ chán con quá coi thường mẹ. Mẹ. Xin tạ lỗi vụ này. Người già. Yên tâm, con gọi bác khác. Ai đừng như bóng dừa, tóc dài bay trong. Chào những khán giả thân yêu của em. Hát bài Giáng Đứng Bến Tre. Miền Nam gọi thuyền bằng ghe, sau đây Giáng Đứng Bến Tre bắt đầu. Ai đừng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Con gái. Em chào anh, em con gái Bắc Ninh anh ạ. Con gái của Bắc Ninh không, à. Con gái của Bắc Ninh không hát bài này. Hát thấp xuống nhá. Ừ, anh. Đau quá. Định hát gì? Ừ, gặp em ở Bắc Ninh anh phải hát bài mà. Trên quê hương của anh hỏi, một làn nắng y cũng mang điệu dân ca. À, quê hương ta, gái tay trai tay xuống tay cây đảm đang nghi. Việc nước, việc nhà, vẹn nì toàn, nắng mưa nhọc nhằn, vẫn tươi duyên. Trời ơi, cái cặp đôi này trời sinh ra cứ như là để dành cho nhau ấy. Hoàn hảo ghê lắm cơ. Em chào anh. Anh chào em. Em mời anh ngồi. Cho anh ngồi bên nào đây? Ngồi bên này cho thuận tay nhá. Anh muốn ngồi đâu? Anh ngồi đây này. À, ngồi đấy à? Vâng ạ. Gặp nhau cái là đã có cảm tình rồi đấy. Vâng ạ. À, em xin mạn phép hỏi anh tên gì đấy ạ? Ồ, anh tên là Công. Ô, Công Công à? Ô, sao lại thấy sáng? À, anh tên Công à? Anh tên là Công chứ không phải là anh là Công Công. Công là khí công, thế này này. Công là thẳng chứ không cong, hiểu không? Vâng, em hiểu rồi. Thẳng tân à. 12 giờ. Có hiểu 12 giờ không? Em biết rồi. Thế hôm nay ngọn gió nào lại đưa anh đến nhà em đấy? Ờ, thế này chả là thấy ở trên Facebook hay sao là kén chọn nhân duyên. Thế thì mình đi công việc thì đi ngang qua thôi. Thì mình thích thì mình vào thôi. Mình thích thì mình làm thôi. Có phải 501 anh em. Thế thành ra là mình gặp nhau nó giống như là cái duyên. Ồ, nhân duyên gặp nhau đấy. Vâng. Em có hứng. Ôi chết rồi. À, đã, anh. Sao bác cái đề cập luôn thế hả con? Trả bù cho bác kia. Có hứng thì sao đâu. Anh ơi, sao anh nhanh thế? Anh vào anh một phát. Bác ơi, bác tìm gì ạ? Chết rồi.
Bác tìm gì? Anh tìm cái đấy. chữ nhã rơi mẹ là mất chữ nhã. Thế là thế nào ạ? Ý nói là em có nhã hứng thì mời nhau chén nước chè. Người quan họ gặp nhau là mời nhau chén nước chè. Khách đến đến chơi ở nhà là chơi nhà, đốt than ở dậu mà quạt nước pha trà mời người rơi. Bác ơi, theo cháu bác đổi tên đi, đừng có lấy cái tên khí công nữa. Tên của bác phải là nội công. Cái tên ý nó mới đúng với bác, bởi vì bác thâm quá. Thâm quá. Nội công thâm hậu quá. Ai đời có cái hai cái chữ nhã hứng mà bác cố tình đánh rơi chữ nhã để bác đi tìm nó ở ngay cái chỗ mẹ cháu mặc cái chân mẹ cháu thì kia mà mày bác đi tìm chữ không sợ thật. Sáng quá sợ bác luôn đấy. Thôi, thôi con ạ. Hiền ơi, ôi, nghe bác nói không? Đốt củi pha trà để nghe chưa? Có. Phấn khởi đi vào pha trà đi. Nghe rồi. Rồi. Sao lại ngồi thế này? Đàn ông con trai thì ngồi trong mồm như thế là như ngồi dạng háng như thế mà được à? Căng. Đây bị khép vào. Đây khép đây. Khép tôi là chết à? Đây em khép đây. Sao đi có quát con thế em? Tại sao cô quát nó thế? Không phải quát anh ạ. Nhà em đã có cái truyền thống, cứ hôm nào mà nhà có cái sự kiện gì anh bỏ chân xuống. Sao mình quen việc gì? Quan trọng. Ờ thế à? Vâng. Ờ thế là quát thế là người là quan trọng à? Vâng. Anh cũng được xếp vào hàng ngũ quan trọng à? Vâng. Anh tên là Công. Em tên là gì? Em tên là Viên. Úi giời ơi, thế thì mình xếp với nhau thành công viên thì thôi tuyệt vời nhỉ. Anh cứ đi từ 4 rưỡi gần 5 giờ sáng ấy. Sáng ra anh cũng tập thể dục, anh cứ đi thế này. Cứ đuổi nhau thế này. Cứ đuổi nhau như thế này, cũng đuổi nhau cứ tập thế này. Tôi chết rồi, BD rồi. À, no. No, no BD. I am a M. I am a super. Oh, oh, super man. Oh. No BD. Oh, no. I am a M. I am a super. Oh, super man. Ôi, em hiểu rồi. Man. Anh ơi, thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 61. Em 60 đấy. Gái anh 2, trai anh 1 đấy. Thế á? Ừ. Ông bà mình bảo thế là tốt lắm hả anh? Ừ, tốt lắm em ạ. Ừ. Thế vợ con anh thế nào rồi? Anh một vợ, không có con. Thế à? Còn vợ anh nó bỏ, anh nó đi theo giai rồi. Thế à? Chắc anh yếu quá, nó chán, nó bỏ anh gì đúng không? Em đánh giá anh thế nào mà em nghĩ là anh yêu? Chả cần gì phải đánh giá, em cứ nhìn cái dáng đi của anh là em biết rồi. Ai lại đàn ông con trai mà cứ đi lụa là gấm vóc như thế này, xong lại rêu phong rũ rượi thế thì nhìn biết ngay. Anh chắc có khi là đi leo núi thì chắc chỉ lòng vòng dưới chân núi thôi, chứ không bao giờ lên được đến đỉnh nhỉ. Ý em nói có nghĩa là anh, có nghĩa là đạn chưa ra khỏi nòng đã rơi gì? Không, em không phải ý đấy, nhưng mà chắc là cả đời anh chắc đi tàu ngầm, không bao giờ lên được máy bay nhỉ. Thế anh có bồ có bịch gì không? Ba con nha. Lại quen cùng một lúc ba chị? Ba con một liền một lúc. Thế bây giờ các chị đâu hết rồi? Một con thì vừa tuần trước lên Hà Nội chữa gọi là đục tinh thể. Đục thủy tinh thể á? Đục thủy tinh thể. À. Thế mà còn một đứa nó thì sang Thái Lan thì chữa đái tháo đường. À. Gớm đẻ không đẻ cứ đái, ôi khiếp, nhục thế là chứ. Nhục với mẹ hiểu. Còn một mẹ nữa thì cái phần mềm hỏng hết rồi. Tức là nào? Thế chỉ còn được phần cứng thôi. Được mỗi phần cứng thì phần mềm hỏng rồi. Hôm nọ mình vơi ở xong thì quên cái quần đồi sang lấy. Thế là nó lẫn, nó cầm dao, nó đuổi, nó đâm mình tí chết. Ôi giời ơi. Chị bị thần kinh hả anh? Chả bị thần kinh đâu, cho sang Mỹ thay não, may ra thì được vài phần. Nói chung là hỏng hết rồi, hỏng hỏng, ôi, chán lắm. Ê ơi, thế anh nhìn thế mà đâm cũng... Vợ thì bỏ đi theo giai. Còn ba cái người mà anh đang yêu thương thì lại chả lành lặn. Chính ra anh bi kịch nhở. Khổ lắm em ạ. Lấy về cái con vợ tham tiền. Mà đàn bà nó tham tiền thì kinh lắm. Đời anh cay đắng lắm. Mỗi người một nợ cầm tay, mà người thì nợ vợ, mà tôi nay nợ chồng.
gia đình anh nó như cái nồi lẩu ấy em à. Cách nửa đời tôi, thái nửa đời tôi cho vào trong nồi lẩu. Bỏ thêm tiêu đen, bỏ thêm mari, ớt vàng thêm cả sa tế, cay vô cùng, cay hơn gừng khi vợ theo trai. Giận hơn sao chớ treo cho thân mình, bởi nghèo nên mới cô đơn vô vọng. Không gia đình chẳng một người thân, khi đêm về lặng thầm con tim mồ côi. Vì sao trời cứ ném con ra hành, để cho thân xác con đây tan tành. Xin ông trời hãy rủ lòng thương, cho con tim được một chốn yêu thương. Cha đầy bao buồn cho tôi niềm đau, mẹ con bạc cứ qua chơi như người thân. Sống chân tình yêu hết mình, mẹ con sẽ giúp bác thêm yêu đời. Anh dùng nước đi. Anh dùng nước đấy, ừ. Nói thật với anh, yêu anh công thề với anh ấy, nghe anh hát thì cái người em nó thế nào? Làm sao? Mẹ nói thật với con bây giờ nhá, cái người mẹ nó không thể tả được cơ. Nó cứ nóng nóng rồi nó lạnh lạnh rồi nó cứ dâm gian cả người. Làm thế nào? Mẹ thấy thế nào? Hay là làm sao? Không dám làm sao. Mà con hiểu không? Có nghĩa là bây giờ mẹ muốn giết người. Con hiểu không? Này để bỏ anh xem cái tay xem nó có lạnh không. Này cứ tay lạnh em. Tay lạnh không, em. Tay em lạnh đâu. Tay lạnh nhưng mà nếu mà sờ mà chân mà cũng lạnh là vứt đi. Anh sờ vào chân xem nào. Ôi cái chân này nóng, cái chân này nóng. Ôi giời, anh buông ra cho anh giết ngay bây giờ. Bác ơi, tôi phát điên phát rồ cả người rồi đến nay. Bây giờ theo con mẹ phải làm nào chứ sao chết. Con ý con là mẹ phải đi dạo ngay lập tức. Đi ra ngoài trời cho nó mát mẻ, đi dạo ra công viên ý, vừa tập thể dục, vừa tâm sự, vừa coi như là rèn luyện thân thể. Bác ơi bác giúp cháu cái, mẹ đi vào, thay quần áo nhanh lên xong đi chơi với bác đi. Mẹ hiểu rồi. Nhanh lên, nhanh. Chờ em một tí nhá. Vâng. Này, con mẹ mày nó sắp ăn vã tao rồi sao? Ôi trời bác ơi. Kinh cứ quá. Như là phép màu ấy bác ạ. À. Bây giờ thế này. Bây giờ thế nào? Cháu sẽ nói chuyện với bác về cái vấn đề mà bác cháu mình thỏa thuận đấy. Thỏa thuận đấy giờ tình hình như nào? Ngồi đây. Bây giờ như này nhá. Hôm trước cháu có nói rồi đấy là nếu như mà mẹ cháu siêu lòng với bác ấy thì cháu sẽ gửi bác 10 triệu. Thế còn tháng nào mà bác làm bạn với mẹ cháu, bác đưa mẹ cháu đi chơi, rồi nói chuyện tâm tình cho đỡ buồn ý. Mẹ cháu mấy chục năm nay rồi ở vậy, khổ tội lắm bác ạ. Bác giúp cháu nhá. Thế thì cứ mỗi tháng như vậy, cháu gửi bác 5 triệu. Đấy, bây giờ đây cháu chuẩn bị đây này. Cháu gửi bác trước cái 10 triệu mà. Rồi xong. Cháu nói chuyện bác đấy. Nhưng mà thế này nhá. Dạ. Bây giờ là thay đổi rồi. Dạ. Thay đổi rồi. Là sao ạ? Tao nhìn thấy mẹ mày mà đi giờ là không phải là đi ra công viên chơi mà là chơi đi đấy. Kinh lắm, tao sợ lắm. Dạ là thế nào ạ? Dạ là thay đổi. Nói chung là đổi. Thay đổi. Dạ. Thế cho nên là phải tăng giá bây giờ phải gấp mới làm thôi. 10 triệu không bỏ bèn, giá sẽ tăng đến 20 triệu. Dựng kịch như thế này, đố ai kia diễn hay bằng tôi. Có ok thì chơi, không phải rảnh thì tốt mà cuộc vui. Ông xong chưa tôi nói ông nghe,
lật lọng thế được không? Được, lật lọng đấy. Hôm qua ông thân thất yên tâm, giờ thì ông phá thôi. Tôi biết. Xin ông hãy nghĩ cho sâu, mình phải giữ lời nhau. Bao lo toàn công sức đem ra, tiền mồ hôi của tôi. MK, mặc kệ tôi không biết. Để cô nhìn xem, tôi nói thật với cô thuê tôi nhưng cô nhìn xem nhá. Cái chân của bà ấy to như thế mà đêm mà nằm mà bà ấy đè vào tim tôi nhá, thì bà thì cô tính xem chỉ có ngáp. Mở màn ra một cái là trông như con voi trong giường. Ông thôi đi. Thôi gì thôi. Tôi chưa thấy một cái người nào lật lọng, dở mặt, cháo trở như ông ấy. Đời nó thế đấy. Lật lọng. Có thể cô tử tế lắm ấy. Trời ơi. Trong ngày xưa cô không đưa mẹ cô đi lấy chồng sớm đi. Bây giờ cần xúc lỗ rồi mình đi lấy về để về cúng à. Suốt ngày vợ chồng con cái đi chơi, xong thì Tết đến cũng không về nhà, giở vờ đi chỗ nọ đi chỗ kia. Xong bây giờ lấy một người về để trông cho cô, để cô đỡ rảnh tay. Ông lạ gì đây? Các cô tử tế gì? Gớm, thế lạ gì các cô? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi trái. Chuyện nhà tôi làm sao ông biết được? Cái việc này tôi đã nói với mẹ tôi hàng 10 năm nay rồi. Nhưng mẹ tôi là người đức độ. Mẹ tôi, thương con, thương cháu, mẹ tôi không đi bước nữa. Còn bây giờ khác rồi. Tôi cũng đàng hoàng, các cháu nó lớn rồi. Cho nên mẹ tôi mới đồng ý với tôi để làm cái việc này. Ông đừng có vơ đũa cả nắm, ông không có quyền nói tôi như thế. Hiền, sao con lại nói với bác như thế? Mẹ nghe thấy gì rồi ạ? Mẹ nghe hết. Nhà mẹ bé mà, có mỗi 2 phòng thôi. Con với bác nói giọng oang oang thế mẹ không nghe hết hóa mẹ điếc à? Nói thật với anh Công nhé, cả mấy chục năm rồi, chưa hôm nào tôi vui như hôm nay anh ạ. Thề với anh hôm nay là cái hôm mà tôi có nhiều cung bậc cảm xúc nhất đấy. Hỉ nộ ái ố. Anh có biết không, bởi vì chả có ai mà chịu nghe tôi nói hết. Đâm ra là hôm nay tôi rất là vui. Anh đừng có trách cái Hiền. Anh ơi, con ơi, mẹ mặc cái áo này được không? Dạ. Anh ơi, cái áo này nó mua cho tôi lâu lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội mặc cả. Để có đi ra ngoài đâu mà mặc. Đây này, cách tân này anh ạ. Yếm này, áo dài này. Anh thấy có còn giống gái Bắc Ninh không? Em kia mặc yếm hở lươn, đêm em nằm ngủ con lươn to nó bò vào. Bác thôi đi. Con không được nói chuyện với bác như thế. Anh Công ơi, tôi thấy thế này này. Bây giờ cháu Hiền nó không đủ tiền để nó thuê anh hàng tháng, thì thôi tôi giả anh nhé. Thôi thì anh cứ nhận 10 triệu một tháng tôi giả cho anh. Anh đến anh trò chuyện với tôi, anh chịu khó nghe tôi tâm sự. Cùng lắm anh hát cho tôi nghe cũng được. Tôi thề với anh tôi không làm cho anh đột tử đâu. Này này, cái việc này là việc của anh với con em chứ còn... Không. Em là chuyện khác. Không, bây giờ là chuyện của người lớn chúng mình. Khổ thân nó, anh đừng có hiểu nhầm nó. Nó cũng là đàn bà, nó cũng là mẹ. Nó hiểu được cái tâm trạng của tôi. Gớm, từng tuổi này rồi mà cứ cô đơn trong ngôi nhà của mình. Sống chết lúc nào không biết. Thôi, cứ như thế để anh nha, chúng mình đi đi anh đi. Đi, đi. Đi ra. Nhưng mà bây giờ này tự dưng này đau bụng. Con ơi, dắt bác vào ở trong nhà. Mẹ, dắt bác vào. Đau bụng nhưng mà này không đi vào trong đấy được.
tôi mà. Anh bỏ quên cái gì à? Tôi bỏ quên cái cơ duyên. Ông trời cho tôi cái cơ duyên mà tôi lại bỏ đi mất. Anh Công này, cơ duyên nó không phải như cái quần, cái áo mà anh để quên là anh có thể quay lại lấy được đâu nhá. Duyên này, anh muốn đề nghị với em một việc thế này có được không? Em có nghe anh nói không? Anh vừa cướp được của con em 10 triệu. Bây giờ này anh muốn làm một cái bản hợp đồng là anh muốn thuê em làm vợ anh trong 10 năm. Mỗi năm 1 triệu. Thế thì khi mà anh chưa chết thì lúc đấy thì mình lại đáo hạn, em có đồng ý không? Chả biết là có đồng ý hay không nhá. Nhưng mà bây giờ á, em sẽ sell off cho anh 50%. Có nghĩa là bây giờ mỗi một tháng, mỗi một năm em chỉ lấy 500 thôi, có nghĩa là mình được 20 năm đấy. An, thế ba cái chị kia đâu? Ba cái chị mà đục thủy tinh thể với lại đái tháo đường với lại hỏng não đâu? Bốc phét. Mẹ thằng già nó đi tán gái chả bốc phét các bác nhỉ. Đi tán gái thằng nào chả bốc phét. Không có ai à? Không có ai. Ngoan. Gì bình tĩnh gì nào? Ngồi xuống bình tĩnh. Tự dưng sau này cũng... Bây giờ ngồi xuống đây. Cũng rối tóc, mẹ làm gì có tóc. Thế không có ai lý do gì mà cần tiền đến cái mức mà phải đi cho thuê thân thể mình để mà dắt người khác đi chơi, dắt người khác tâm sự nói. À thế này, em nói em hiểu thế này. Anh cũng có tiền, nhưng vừa rồi là tuyển 300 cháu. Ừ, nó thì cứ yêu cái... cái nghề hát dân ca ấy, trèo, quan họ, hát văn, dạy các cháu tốn kém quá. Thì thế là anh tự mở ra à? Tự mở ra. Miễn phí à? Miễn phí mà toàn tiền của anh hết đấy. Thế không ai đầu tư cho anh à? Có, họ có đầu tư nhưng không biết đầu tư đi đâu ấy, chứ có đầu tư cho em đâu. Thế à? Ừ. Úi dồi ôi, cái đấy quý lắm đấy anh ạ. Ừ. Thôi thế như thế này nhá. Ừ. Anh chờ em một tí nhá. Ừ. Hiền ơi! Wow. Đi đấy, giật mình. Phấn khởi. Ôi giời ơi, nhanh lên, nghe rõ trả lời nhanh lên, mày chạy bác nhanh lên, vứt mẹ cái guốc nhọn để đi. Bác ơi, sao cháu tưởng bác về rồi? Không hỏi chuyện của người lớn vớ vẩn. Bây giờ nghe mẹ chỉ đạo thôi, cứ thế mà làm nhá. Dạ. Ngay ngày mai đi lấy cái sổ tiết kiệm lương hưu của mẹ về nhá. Dạ, đem gì đưa hết cho bác Công. Úi giời ơi, bác Công mở một cái lớp học miễn phí con ạ, dạy hát miễn phí dạy để giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ gìn gọi là gì nhỉ, của anh là cái gì nhỉ? Ờ, hát trèo với lại là hát trầm, hát văn, hát văn, hát sẩm. Đây hát sẩm. Dạ. Con này cải lương hay con là cải lương? Con cải lương. Ừ. Còn em dạy con họ Bắc Ninh anh ạ. Bà thì theo tôi là không nên hát mà chỉ nên rên thôi. Ôi anh vớ vẩn. Dạy cháu hát hay lắm. Rồi, dạy cháu hát hay lắm, con đồng ý không? Nhá, dạ. Mình góp vừa, tùy góp mẹ, công, tùy góp mẹ. Của. Ôi thế hay quá anh ạ, re cái đi. Yeah. Thơm cái nào? Thơm cái nào? Cũng chê em già, chỉ mình anh là chẳng chê. Nên đã bao năm rồi em chẳng còn mơ nữa. Không biết đi nơi đâu kiếm ra người thương mình. Nay kiếm ra anh rồi chắc thôi duyên thắm tình. Tuyệt vời thay mỗi tơ duyên. Tuyệt vời thay mỗi tơ xuân. Anh cũng mong suốt đời đến ngày nay đưa gặp em. Còn lúc em ơi già mũi thật là hơi béo, anh vẫn yêu em nhiều sẽ bên cạnh sống chiều. Lo thứ chi mai này cứ sống vui mỗi ngày. Chỉ cần yêu mãi em thôi. Chỉ cần yêu mãi em thôi. Ai cũng mong cho mình có tình yêu thật bền lâu. Con cũng mong cho mẹ sống cuộc đời hạnh phúc. Xuân dấu đi qua rồi gốc cây lại biết trôi. Xin chúc cho hai người sẽ bên nhau suốt đời. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Đời thật vui sướng mỗi ngày.
ơn các nghệ sĩ Sơn Trần, Xuân Hinh, Hồng Vân và Thanh Thanh Hiền. Một lần nữa, Xuân Hinh, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, Xuân Trần xin cảm ơn những khán giả thân yêu và xin chúc cho tất cả những khán giả thân yêu của chúng tôi sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa quý vị, thật may là cuối cùng chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp đúng không ạ? Một bài hát thật là vui.